Đầu tiên á thì mình sẽ có cái tên miền đúng không? Tên miền và hosting. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vô cái phần quản trị đó bằng cách là 2.4.4 đây nha. Rồi 4.4 đây mình sẽ đăng nhập vào cái tên của mình, ví dụ như là Thúy Ngương à. Đây, vô tên này. Tên này là trường cấp cho mình ha, đăng nhập vô sẵn ha, Thúy Ngương sẵn đây. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ upload cái sổ website lên để mình cài đặt ha. Thì cái video tôi sẽ có cái video đây, video đầu tiên của tôi là mình cài lên thư một góc của website luôn, nghĩa là mình sẽ góc của website. Còn video này tôi hướng dẫn các bạn mình sẽ cài khác chút, không cài thư một góc mà cài thư một con của website nha. Rồi mình sẽ vô file manager, đây vô file manager nha. Đó. Thấy chưa, bút tích HTML không, thấy không? Mình đó. Rồi ở đây á, ở đây có rất nhiều cái ở đây thì mình tạm thời để ý nguyên đi. Nếu giả sử á, mình coi video trước của tôi, video mà để mà cài mình cài thư mục gốc á thì mình xóa, còn thì video mình cài cái thư mục con á thì không cần phải xóa nha. Cài thư mục con, đây tôi hướng dẫn cài thư mục con nhé, không cần phải xóa. Thì mình sẽ tạo thư mục con của mình là, ví dụ ở đây là tôi tạo thư mục con của tôi tên là, ví dụ như là tôi thời trang đi. Thời trang. Nè, rồi đây nè, để tôi được thu một thời trang ở đây, đúng không? Đó, tạo thu một thời trang được. Rồi sau khi tạo xong thu một thời trang thì mình sẽ vô thu một thời trang. Thì trong thu một thời trang của mình á là không có gì hết, mình sẽ upload cái sụp website của mình ở đây. Cái sụp website của mình á là tôi sẽ cung cấp cho mấy bạn trong cái chỗ và là sụp cài đặt ở đây, mình tải về máy tính nha, mình được hai file, một file internal và một file dán như này. Nếu mình sẽ upload hai cái file này lên, upload hai file lên. Mình khi mà upload mình kiểm tra là mình xem coi mình đúng như mình vô đúng như vậy không, vô đúng là public thì public thế nào thư mục gốc. Bây giờ mình muốn đưa vô thư mục thời trang thì mình coi đúng thư mục thời trang đây. Nãy mình vô đúng thư mục thời trang đúng không? Upload file ở đây. Rồi ở đây nó có upload cho mình upload một lần 8 file. Nha. File nhất mình sẽ upload gì đây? File thứ nhất mình sẽ upload cái chọn vô đúng cái chỗ folder mà chứa cái file download nãy. File thứ nhất mình upload cái nào trước cũng được. File thứ nhất tôi upload cái nén trước, cái file cái nén trước. File thứ cái ô thứ hai á tôi sẽ upload cái file internal. Cái nào trước cái nào sau cũng được, không quan trọng ha. Và sau đó bấm upload. Sau khi mình chọn xong mình thấy là internal nằm đây, rồi cái file trai cái file nén nằm đây. Sau đó bấm upload file. Thì dù có mình nhìn dưới đây mình thấy nó đang upload như này. Như đây mình thấy là đang upload ở dưới góc góc trái màn hình, thấy tiến độ đang upload. Đó, mình chờ nó. Sau khi upload xong á, thành công á thì báo cho mình tin nhắn là upload successful. Click here nè, click here để go back để quay lại nè. Chỗ này nè, quay lại. Quay lại thì mình nhìn ở đây mình thấy có hai file, file toddler và file zip mình vừa up lên. Nha. Đó. Là mình hoàn thành thao tác upload file lên trên cái hosting. Sau khi làm xong cái này mình muốn kiểm tra lại thì mình có thể là mình quay vô lại file manager nè, quay lại public HTML nè, mình coi lại thư mục thời trang của mình đây nè. Thư mục này á là phải viết liền, không giấu, không viết, không có dấu cách, không viết hoa, viết thường. Nếu có sửa mình lỡ viết hoa hoặc là viết thường hay viết sai thì mình rename lại. Rồi sau đó mình viết đúng lại rồi không bấm rename. Nha. Nói thôi nó chạy không được, nhớ kiểm tra lại. Rồi quay vô thuộc thời trang này mới có đủ hai file này nha. Đó là cách kiểm tra lại sau khi. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu cho website nha. Thì ở đây mình xong rồi cho mình quay lại home. Thao tác này xong rồi, nhớ mình coi nhớ để ý cái tên này là đúng nha, intoner.fb nha, tên này phải đúng nha. Tên này mình đặt tên, cái tên thì nãy mình đặt tên gì mình nhớ, không mình chụp hình lại đây, hồi mình cài đúng cái tên này. Nha, cái tên này. Rồi. Sau đó mình quay lại home nè. Thấy cái chữ là MySQL management chưa? Đó, MySQL management. Đó. Đây nha, đây vô đây đó, vô đây là sau đó mình renew database. Cái tên thì tên này mỗi tên đầu thôi thì mỗi người mỗi khác, nhưng mà tên này mình đặt tên gì cũng được, nhưng mà đặt tên là user rồi data chẳng hạn, đặt tên vậy đi. Rồi password rồi bấm random luôn nha, bấm random. Sau khi mình bấm random xong rồi bấm create
Ok, bấm Create. Thì nó sẽ trả cho mình những kết quả là database của bạn là tên gì, host là gì, username là gì, password là gì. Thì các bạn này trả kết quả cho mình, mình sẽ lưu trữ lại để hồi mình bước tiếp theo mình cài đặt, mình có cái copy các bạn này mở Word hoặc Notepad cộng cộng hoặc là Notepad gì đó, mở Notepad đó chẳng hạn, mình lưu trữ cái này lại để hồi khi mình cài đặt mình có copy lại lưu trữ lại đây, để hồi nữa khi tới với bước tiếp theo cài đặt nó sẽ hỏi lại database của bạn là gì, host là gì, username là gì, password là gì, lúc đó mình có cái để mình nhập vô. Tiếp theo cài đặt tôi sẽ mở một cái tab mới nha. Tab mới tôi sẽ gõ cái tên miền của tôi vô. Bạn tên miền của bạn khác, tôi khác nha. Tôi là tên gì đây? Tôi là như là Thúy Gương, Thủy Gương nè, chấm thanh điền tách chấm com nè, tôi gõ tên miền này. Đây ha. Rồi, thêm dấu xịt cái nè, thêm dấu xịt cái này ha. Đây bạn nha, thêm dấu xịt vô. Đó. Thêm dấu xịt vô. Thêm dấu xịt vô mình sẽ gõ thêm hết trừ phía sau nè. Từ phía sau này. Phía sau gõ là inton l chấm l chấm bhb inton l chấm bhb. Rồi enter. Không ra. Tại vì sao? Tại vì cái tin lên BB là nó có thêm một góc, phải gõ thêm nữa là cái folder chứa cái sụp web hồi nãy. Nãy mình đặt tên là thời trang. Thời trang. Xuyệt cái nữa. Intern lên. Các bạn nào bị sai đã. In. Intern.bhb. Vậy mới đúng nha, gõ. Tại vì mình bỏ vô thư mục thời trang mình thì mình mới gọi tiếp thư mục thời trang. Intern.bhb. Enter. Không phải ra là cái bản cài đặt này mới đúng nè. Ra bản cài đặt như vậy này mới đúng ha. Mình gõ không có chữ thời trang là nó không ra. Đó là cái lỗi ha. Được chưa? Tới đây được chưa? Rồi tiếp tục thì bây giờ mình sẽ đồng ý nè. Đồng ý ha. Và nhấn Next. Rồi, tới đây. Tới đây thì mình sẽ điền cái gì đây? Mình sẽ coi cái file hồi nãy tôi kêu lưu trữ lại á, cái file mà tạo database lưu trữ lại cho mình thông số, thông tin từ database và các thứ như thế nào đó, mình có thông tin. Đó, rồi. Mình vừa gắn vô đây. Nha. Thì đây là host là local host. Database là Thúy user. Đúng không? Và Thúy Gương data nè. Và password là cái chỗ này. Thì vậy ha. Sau khi mình khai báo đầy đủ thông tin rồi á thì bấm test database. Thì nó báo là ok, cái yêu cầu của nó là thành công và chú ý nó là thành cái tốt. Đúng không? Thì là mình đúng nha. Rồi sau khi mình nhập xong rồi mình kiểm tra là ok rồi nha. Password thì mới bấm net. Net thì hỏi gì đó thì mình ok. Ok là chờ nó. Chờ nó cài vô. Rồi tới đây là tiêu đề á, thì mình gõ vô. Mình bán cái gì mình đó. Shop mình shop gì. Shop thời trang. Mình gõ đi shop thời trang rồi. Shop mình là shop thời trang 2019 cái gì đó. Nhỏ nhỏ vô đi. Đó. Rồi dưới đây option nè. Option á thì mình sẽ option này mình sẽ tạo cái tài khoản. Option này mình sẽ tạo cái tài khoản để mà sau này mình đăng nhập vào website, quản trị website. Mình sẽ đăng nhập tạo tài khoản là tên của mình đi, ví dụ như là Thúy Gương, tôi tạo Thúy Gương. Và password các bạn và password phức tạp nha, chứ không phải password thường nha. Ví dụ tôi tạo một password phải có là chữ hoa, chữ thường. Tôi là Thúy đi. Thúy Gương nó không chịu, và tại Thúy cái này nó có Thúy Amok.
1, 2, 3 đô la 8.0 chẳng hạn. Đó, thì khi mình đặt cái password nó báo là mạnh á thì mới được nghe. Nó báo không mạnh á là phải đặt lại làm sao cho password mình mạnh. Và password phải nhớ nghe. Username password mình phải nhớ để hồi mình đăng nhập vô họ thầy ơi, username password em là gì tôi không biết nghe. Đó. Nghe. Sau khi xong rồi á thì mình bấm next. Xong này rồi bấm next nha. Rồi thì ta tiếp tục là tới phần sign login. Nếu bấm vô sign login. Sign login là bấm vô là phí như nãy, user giống hồi nãy, user vừa mới vừa làm luôn. Phí password. Và phí nè. Phí 21. Như bắt gọn ha, y ha, bắt gọn đó. Rồi, đăng nhập. Đó. À, mình đã làm thành công ha, mình đã cài đặt thành công. Lít phải đây, xem trang website rồi để mình xem website. Nó báo lỗi này kể đi, báo lỗi là nó chưa có cái HTML thôi, tính sao? Báo lỗi chưa có HTML này, chút xíu thôi, tính sao? Ừ. Rồi tiếp tục á thì bây giờ á là mình sẽ báo lỗi nè, báo lỗi này đúng không, thì cái này đang cái website mình đang chạy cái HTML cho nên nó báo lỗi như thế, thì mình tạm thời mình tắt HTML đi bằng cách là vô login nè. Login là kiếm cái gọi là live speed get nè, ngừng kích hoạt nó luôn và kiếm thêm một cái nữa gọi là Ready symbol HTML, ngừng kích hoạt luôn. Đó, hai cái đó. Kích hoạt. Rồi sau khi ngừng kích hoạt xong rồi review lại. Đó thì ra cái website của mình nha, ngừng kích hoạt cái đó thì website mình chạy ra. Nha. Ừ, mình các bạn có thể chạy ra. Ngừng kích hoạt hai cái. Cái thứ nhất là cái Live speed get. Cái thứ hai là ready symbol ở HTML, ngừng kích hoạt hai đó. Ngừng. Được chưa? Và mình mở ra website mình sẽ chạy ra như đây. Đó là mình đã cài đặt xong á, mình vừa cài đặt xong cái website của mình với cái tên miền và tên miền và cái folder bên trong nó, nghĩa là tên miền của mình sẽ folder bên trong cái website. Đó. Còn cái video số 1 của tôi là cài vô cái trực tiếp vô cái tên miền luôn, trực tiếp vô cái folder gốc luôn, nghĩa là folder gốc đây. Yeah. Tương tự như vậy sau này mình sẽ cài tiếp ở xịt thời trang rồi xịt mỹ phẩm xịt cái đó mình cài tiếp như thế. Yeah. Cái tên này khác là cái tên này khác là cái xịt mình nhập với xe khác. Yeah. Rồi kết thúc các bạn ở đây luôn đây. Và tiếp theo mình sẽ coi tiếp cái bài để mình sẽ làm tiếp cái HTML chứng chỉ bảo mật ở đây.